Đêm ngày 18 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc và trao giải liên quan nghệ thuật quần chúng đồng bào dân tộc Kinh Khmer qua năm 2023. Theo ban giám khảo, qua các đêm thi diễn, các đơn vị đã có sự quan tâm đầu tư, bám sát chủ đề, biên tập và dàn dựng chương trình có trọng tâm, có sự sáng tạo qua các tiết mục. Qua đó thể hiện được thế mạnh của từng địa phương, sự phong phú về đề tài, diện mạo mới, phong cách sáng tạo đã làm nên những bức tranh đa sắc màu của nghệ thuật quần chúng tỉnh nhà trong đời sống xã hội. Những chương trình được xây dựng đúng chủ đề, đề tài lịch sử, những tiết mục xây dựng nông thôn mới ca ngợi về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Trà Vinh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải thưởng 11 giải A, 11 giải B, 11 giải C và 11 giải khuyến khích cho các tiết mục tiêu biểu nhất. Trong đó giải A thể loại đơn ca thuộc về hai tiết mục Một dòng Việt Nam của trường Đại học Trà Vinh và Dịu dàng hương sắc Trà Vinh của huyện Châu Thành. Giải A thể loại song ca được trao cho tiết mục Chèo thuyền của huyện Duyên Hải và Tình ca ba sắc của huyện Trà Cúng. Giải A thể loại hát múa thuộc về các tiết mục Liên khúc Nam Bộ kháng chiến, Hát trên đường đấu tranh của huyện Trà Cúng, Trà Vinh mảnh đất tình người của huyện Cầu Ngang và Khúc hát tự tình của huyện Châu Thành. Các tiết mục múa cổ điển Khmer, Tiên nữ Thiên cung của trường Đại học Trà Vinh, múa Maruri của huyện Càng Long và múa Kroma của huyện Cầu Ngang đạt giải A thể loại múa của liên quan. Riêng giải A toàn đoàn của liên quan đã được trao cho đơn vị huyện Trà Cúng.